hơi từ lan xa mà thấy nhìn mà từ vẫn như thế mà làm sạch sẽ thêm tí nữa thì nhìn nó khác rồi. Cây nó sạch sẽ rồi, mặc dù nó bình thường nó nhìn nó thích mắt, nhiều những cây rất đẹp nhưng mà để bộ đôi thu và thiểu không ai để vào đêm mà đâm là xấu. Đấy, xong rồi nhiều em sạch sẽ tí nhìn là thích đẹp, kiểu con gái thành phố quá, con gái quê. Anh cố nhiều khi không xinh đâu nhưng mà sạch sẽ, ăn mặc diện các bạn nhìn lại ngon hơn nữa quá, kiểu hơn vậy. Làm cho sạch sẽ đã. Cho cái mua cái chất đây thì mua cái gì lại buộc miệng ơ cái chất đây thì cũng gì
Đấy, các bác thấy ít nhất là gọn hàng hơn các bác, gọn hàng đồng nghĩa là sạch sẽ hơn, đúng không? Thì có những cách như này. Thứ nhất là tổng thể á, bonsai thì tổng thể giữa cây và chậu, chậu đẹp, đất mà bám rêu thì thôi rồi. Và xong rồi đến cây, cây thì dù trực dù hành dù dáng gì nữa thì nhìn gọn gàng sạch sẽ vào form là sẽ đẹp sạch sẽ, đúng không bác? Nhiều khi các bác ở trên mạng các bác hoặc là những cây triển lãm rất đơn giản nhưng mà nó đẹp ở cái chỗ tổng thể giữa chậu bám rêu hoặc bám đá giữa với cây chứ không phải riêng một cái cây. Như anh em mình thì chơi nó chưa được chuyên nghiệp thì cái chậu nó lởm chởm mà rêu chưa có thì điều kiện nhà cửa gà quế nó mới, nhưng mà cơ bản là cái cây thời là nó gọn gàng đã. Đấy, sau này chơi sâu sẽ sạch sẽ đến chậu đến rêu tính sau. Bây giờ là sạch sẽ cây đã các bác nhé. Thì đâu thì nó cũng không phải là ngày một sớm một chiều mà làm được, cái cây thì nó phải chờ nó thời gian mới có thể rút được xăm hoặc là cắt tỉa được, đúng không? Lá nó già thì nó xuống được. Đấy, và thứ hai là phải có thẩm mỹ nữa các bác, đúng không? Đúng không? Đấy, nôm na là như vậy. Thế để em lướt một vòng cái cây này xem các bác có thấy nó sạch hơn lúc đầu nha. Về phần chậu với lại rêu đất thì không nói rồi, cái này là bẩn rồi, cố gắng giữ nó cỏ kia nó không lên lung tùm rồi là thành công rồi. Mình bước ngoài vườn mình có chơi sâu chơi trên bàn biết đâu đang thả cây về thân thì bỏ đi một số cái lá già là các bác đã thấy nó gọn gàng rồi, đã sạch sẽ rồi. Tỉa thêm vào form là bỏ đi những cành mà phôi thổi thân. Đó, thì nó sẽ chơi những cái đường răm ra và những cái lá đường đường lắc lượn rất là gọn gàng. Đó, các bác nhìn thấy như thế đã là sạch sẽ đúng không các bác? Các bác thấy là sạch sẽ đúng không? Đó. Như vậy là nó thoáng cây, nó thoáng cây. Nhìn từ trên dưới bonsai này, lá thì lâu rồi nó dày nó che hết. Mình làm xong rồi mình vẫn giữ lá để giữ form, giữ bông. Và cái thứ hai là vẫn nhìn để thân mình răm lắc lượn nó. Đó, các bác nhìn nhá. Đơn giản nó vậy thôi. Chẳng cần vào dây thêm chỗ nào cả, chẳng cần vào dây thêm à, vẫn dám tuyên bố nó sạch sẽ hơn nữa. Đấy, chỉ có vài đường kéo thôi, vài đường kéo thôi. Rồi cái này mình tính là một cái tay dược nghệ thuật kìa, còn đang nuôi. Đấy, gỡ này này. Okay. Nếu mà đăng cái ảnh ban đầu trước khi tỉa cây này lên thì chắc không ai hỏi phải thăm đâu. Giờ đăng lên lại có người hỏi rồi. Đó, mình thấy được chưa? Đó. Có gì phá lao các bỏ qua nhé. Xin cảm ơn các bạn theo dõi.